Trước việc bụi đỏ sân bay Long Thành phát tán ảnh hưởng đến cuộc sống của dân cư xung quanh, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn chỉ đạo tại buổi kiểm tra tiến độ dự án xây dựng sân bay Long Thành. Theo đó, thời gian tới, nhà thầu thi công sẽ có biện pháp giảm thiểu tối đa bụi đỏ sân bay Long Thành phát sinh ra khu dân cư. Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Ban Quản lý Dự án Sân bay Long Thành cho biết, thời gian qua thời tiết khô ráo, các nhà thầu đang gấp rút thi công nhằm rút ngắn thời gian từ 36 tháng so với tiến độ ban đầu xuống còn 18 tháng. Hơn 2.000 đầu máy xe cộ được huy động để đẩy nhanh tiến độ. Về nguyên nhân phát sinh bụi đỏ, đại diện nhà thầu cho hay, sau khi đào bóc toàn bộ lớp đất hữu cơ bề mặt trên diện tích hơn 2.500 hectare để lộ phần đất không được che phủ bởi thực vật, khi gặp gió mạnh, lốc xoáy, cuốn bụi đất lên cao, phát tán ra xung quanh gây ảnh hưởng tới người dân. Về giải pháp, các nhà thầu đã tăng cường đầu xe tưới nước từ 40 chiếc lên 60 chiếc, tưới nước liên tục vào buổi trưa và buổi chiều để hạn chế bụi đỏ. Mặt khác, nhà thầu bố trí lại phương án thi công, tập trung nhiều mũi san nền ở trung tâm nhà ga, nằm cách xa khu dân cư nhằm hạn chế bụi bay ra ngoài. Thưa quý vị, có người đã gọi bụi đỏ từ dự án sân bay quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai là tâm bão. Khi đặt chân đến tận nơi mới thấu cảm được sự cơ cực của người dân nơi đây. Trong cái nắng như đổ lửa của tháng 3, mùa khô, hoạt động thi công san lấp mặt bằng trên công trường rộng hàng ngàn hecta diễn ra ồ ạt, khiến những cơn bão bụi liên tục bốc lên bất kể ngày đêm từ công trường xây dựng sân bay Long Thành, Đồng Nai, làm người dân xung quanh điêu đứng. Những cơn lốc xoáy cuốn bụi đỏ bay cao cả trăm mét ở đại công trường sân bay quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai, bao trùm nhuốm đỏ từ trường học, nhà dân, vườn tược, công sở cho đến xí nghiệp sản xuất, khiến người dân chỉ còn biết than trời. Hàng quán đóng cửa im lìm suốt ngày, mọi sinh hoạt của người dân gần như bị tê liệt. Được biết thì công trường sân bay Long Thành hiện có nhiều máy móc thi công gói thầu, từ đó thì lượng bụi đỏ bắn khổng lồ phát tán ra bên ngoài. Tình trạng bụi trở nên nghiêm trọng khi mà thời tiết hanh khô, gió mạnh và lốc xoáy cuốn bụi trong công trường phát tán ra khu dân cư. Mỗi khi gió lớn thì bụi có thể phát tán qua cả huyện Nhân Trạch, thậm chí là bay đến tận thành phố Biên Hòa. Cuộc sống của hàng ngàn hộ dân ở xã Bình Sơn thuộc huyện Long Thành và huyện Nhân Trạch, thành phố Biên Hòa đang bị đảo lộn do những cơn bão bụi khổng lồ từ đại công trường dự án sân bay Long Thành, nhưng không có giải pháp triệt để. Điều này khiến các bên liên quan đau đầu về hướng xử lý. Đại diện phía Cảng Hàng không Việt Nam ACV, ông Hoàng Mạnh Chí, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Sân bay Long Thành, phát biểu trong cuộc họp ngày 29 tháng 3 giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và ACV cho biết, đây là lần đầu tiên triển khai công tác san lấp mặt bằng trên diện tích rất lớn như thế này. Và trên thực tế là mặc dù công tác tưới nước được thực hiện liên tục, tuy nhiên không thể bao phủ hết được. Tưới chỗ này thì chỗ kia đã khô và diện tích lớn như vậy thì có những cơn gió cuốn lên phát tán bụi đi xa. Đây là vấn đề hết sức đau đầu và rất mong được các cơ quan địa phương san sẻ trong quá trình thi công san lấp. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, thì mức độ ô nhiễm bụi ở khu vực xung quanh dự án vượt quy chuẩn gần 20 lần. Vậy nên là hàng ngày những người dân các xã gần dự án sân bay phải sống trong cảnh khổ sở vì bụi đỏ dày đặc, dẫn đến nhiều người già, trẻ em mắc các bệnh về đường hô hấp. Ghi nhận thực tế của nhóm phóng viên VTC tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Kể từ đầu mùa khô đến nay, công việc quen thuộc của nhà bà Thắm và nhiều hộ dân khác ở ấp 10, xã Bình Sơn là quét bụi, lau rửa nhà cửa từ 2 đến 3 lần mỗi ngày nếu không muốn ngôi nhà của mình bị nhuộm đỏ. Buổi sáng là thời gian ít bụi nhất nên bà Thắm phải tranh thủ phơi quần áo nhưng phải phủ qua một lớp ni lông. Không ngày nào mà không xịt một ngày hai lần bụi, còn phơi áo quần á, thì bị trầm lại. Con cháu tôi đi học á, trường á, rất là mới, rất là đẹp. Nhưng mà giờ chưa được đỏ, nó phụ đầy luôn cháu túi đi học một buổi về giống như thử một con bồ vàng nữa, không ra cả con người nữa. Cháu túi là luôn luôn là bị hồng cấp, 2 tuổi mà bị hồng cấp, đi bệnh viện suốt. Cháu của bà Thắm học ở ngôi trường có nhiều cây xanh, tưởng rằng không khí sẽ trong lành, nhưng giờ lá xanh đã bị nhuộm thành lá đỏ, kèm theo là những nỗi lo. Quần áo của các cháu thì thôi, sáng đi học tới lớp thì ba mẹ giặt giũ trắng trẻo sạch sẽ, nhưng mà vừa vô tới lớp một chút xíu là bụi bặm tay chân rồi là nó đỏ lè hết rồi. Mặc dù cho cô mà vừa sáng là lên là cô đã là lau chùi sạch sẽ cho các bé rửa tay rửa chân xong, mà vẫn vừa ra cái là học hành là tay chân mà đụng vào các thứ bài vở, sách vở học tập hay là bàn ghế đều là bị đỏ hết. Tình hình chung ở trường em á, nói chung là từng lớp nó là, ví dụ như lớp em có ngày nghỉ lên tới từ 5 tới 7 tới 10 em vì gặp phải tình trạng vấn đề về hô hấp, hít phải rất là nhiều bụi cho nên trẻ không thể tới trường được.
cho nên là sĩ số giảm đáng kể, giảm theo ngày. Trẻ em ở các trường mầm non liên tục phải nghỉ học vì các bệnh về đường hô hấp. Khu vui chơi dành cho các bé cũng phải đóng cửa cả tháng vì bụi. Người dân khổ sở ngày này qua tháng khác và chẳng biết bao giờ mới thoát được nạn bụi đỏ bủa vây. Mong là có một cái gì đó biện pháp để cho cô trò đỡ vất vả. Và thứ nhất là phải đảm bảo sức khỏe cho các trò với lại cô. Chứ tôi yêu cầu những người làm việc để làm cách sao để chủ đỡ bụi ra để dân chúng tôi để nhờ chứ. Còn không tôi bùi đi mãi đi là sống không nổi, chết sớm. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á SEA Games 32 đang đến rất gần rồi và câu chuyện bản quyền luôn là vấn đề được người hâm mộ hết sức quan tâm. Được biết thì từ trước đến nay bản quyền SEA Games luôn được miễn phí. Cho đến mùa đại hội năm nay thì việc nước chủ nhà Campuchia muốn bán bản quyền nhằm có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ tổ chức đại hội đã gây ra rất nhiều những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, chỉ một tháng trước khi SEA Games 32 khởi tranh thì Campuchia đã đưa ra một quyết định hết sức bất ngờ khi mà tuyên bố sẽ chia sẻ miễn phí bản quyền truyền hình toàn bộ đại hội thể thao này. Trong thông báo gửi đến công chúng trong nước và quốc tế, Ban Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia tổ chức SEA Games 32 và ASEAN Paragame 12 truyền đạt quyết định của Chính phủ Hoàng gia Campuchia tại phiên họp toàn thể nội các sáng 31 tháng 3, khẳng định chủ trương miễn phí vào cửa dự khán lễ khai mạc, bế mạc và các bộ môn thi đấu tại SEA Games 32 và ASEAN Paragame 12 với cổ động viên trong nước và quốc tế, đồng thời miễn phí bản quyền đối với hoạt động quảng bá thông tin thể thao cả trong và ngoài nước. Các cổ động viên đã mua vé xem SEA Games và ASEAN Paragame sẽ được hoàn tiền. Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen khẳng định rằng Campuchia đã chi hàng trăm triệu đô la Mỹ cho hoạt động xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, phục vụ thi đấu và dành nhiều nguồn lực cho các hạng mục cơ sở hạ tầng khác trong nhiều năm qua. Do đó thì Campuchia sẽ không bán vé cho công chúng theo dõi các hoạt động tại SEA Games, kể cả thu phí bản quyền truyền hình. Campuchia lần đầu tiên đăng cai SEA Games, dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 17 tháng 5 tại 5 địa điểm thi đấu. Đại hội tổ chức 37 môn với gần 600 nội dung. ASEAN Paragames 12 bao gồm 13 môn thi đấu sẽ diễn ra ngay sau SEA Games 32. Hai sự kiện thể thao quy mô này dự kiến thu hút hơn 11.000 thành viên các đoàn thể thao tham dự. Thưa quý vị và các bạn, thực chất, bản quyền SEA Games chưa từng được bán thành công bởi đại hội thể thao này có mục đích chính là phát triển thể thao khu vực. Trước đó, vào năm 2009, thì Lào từng giao bán bản quyền SEA Games 25 nhưng không có quốc gia nào chấp nhận đàm phán. Cuối cùng, thì Lào cũng chia sẻ sóng truyền hình và chỉ thu một khoản tiền tượng trưng để bù đắp phí truyền dẫn cho các đơn vị sản xuất chương trình. Tại nhiều kỳ SEA Games, thì gần đây, một quy định bất thành văn được các quốc gia đăng cai hết sức tôn trọng và nghiêm túc thực hiện là không thương mại hóa bản quyền truyền hình. Thay vào đó, thì nước chủ nhà của đại hội thường chỉ thu một khoản tượng trưng gọi là phí truyền dẫn. Tại SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam, thì khoản phí này là 10.000 đô la Mỹ. Về phía nước chủ nhà Campuchia, năm nay, theo đánh giá của các chuyên gia Campuchia, đã thay đổi cách tiếp cận với SEA Games 32 nhằm thu hút khách du lịch. Với chính sách miễn phí tối đa này, thì Campuchia dự kiến sẽ đón lượng lớn cổ động viên từ 10 quốc gia còn lại đến xem SEA Games 32. Và năm nay, tranh cãi nổ ra khi mà Thái Lan cho rằng Campuchia đưa ra mức giá quá cao, đặc biệt là ở các bộ môn bóng đá. Ngoài ra, thì các quốc gia khác cũng không sẵn lòng mua bản quyền SEA Games 32, khiến giải đấu có nguy cơ bị ghẻ lạnh. Cách đây 2 tuần, thì ông Vach Chamroung, Tổng Thư ký Ban Tổ chức SEA Games 32 cho biết, quá trình đàm phán bán và chia sẻ bản quyền SEA Games 32 đã hoàn thành 50%. Hiện tại đã có 4 quốc gia là Việt Nam, Indonesia, Malaysia cùng với Singapore sở hữu bản quyền đại hội cùng với đài Campuchia Sport TV. Trong bối cảnh đó, thì nước chủ nhà Campuchia quyết định thay đổi 180 độ. Theo đánh giá của các chuyên gia, Campuchia đã thay đổi cách tiếp cận với SEA Games 32 nhằm thu hút khách du lịch. Với chính sách miễn phí tối đa này, thì Campuchia dự kiến sẽ đón lượng lớn cổ động viên từ 10 quốc gia còn lại đến xem SEA Games 32.